Hello and welcome to Learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cùng học tiếng Việt với Thảo. In the video today, we are going to learn about the special days in Vietnam. Các ngày lễ ở Việt Nam. Theo âm lịch, according to the lunar calendar. dằm tháng riêng. dằm tháng riêng. Ngày 15 tháng 1 âm lịch ngày 15 tháng 1 âm lịch Tết Hàn thực ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch Tết Hàn thực ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch lễ Phật đản lễ Phật đản ngày 15 tháng 4 âm lịch ngày 15 tháng 4 âm lịch Tết Đoan Ngọ Tết Đoan Ngọ Ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch Ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch Lễ Vu Lan báo hiếu Lễ Vu Lan báo hiếu Ngày 15 tháng 7 âm lịch Ngày 15 tháng 7 âm lịch Tết Trung Thu Tết Trung Thu Ngày 15 tháng 8 âm lịch Ngày 15 tháng 8 âm lịch Cúng ông công ông táo Cúng ông công ông táo Ngày 23 tháng 12 âm lịch Ngày 23 tháng 12 âm lịch Theo dương lịch according to the solar calendar Ngày thành lập Đảng Ngày thành lập Đảng Ngày mùng 3 tháng 2 Ngày mùng 3 tháng 2 Ngày thầy thuốc Việt Nam Ngày thầy thuốc Việt Nam Ngày 27 tháng 2 Ngày 27 tháng 2 Ngày quốc tế phụ nữ. 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 Ngày mùng 8 tháng 3. Ngày mùng 8 tháng 3. Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày mùng 7 tháng 5. Ngày mùng 7 tháng 5. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 19 tháng 5 năm 1890. Ngày 19 tháng 5 năm 1890. Ngày quốc tế thiếu nhi. Ngày quốc tế thiếu nhi. Ngày mùng 1 tháng 6. Ngày mùng 1 tháng 6. Ngày gia đình Việt Nam. Ngày gia đình Việt Nam. Ngày 28 tháng 6. Ngày 28 tháng 6. Ngày thương binh liệt sĩ. Ngày thương binh liệt sĩ. Ngày 27 tháng 7. Ngày 27 tháng 7. Cách mạng tháng 8. Cách mạng tháng 8. Ngày 19 tháng 8. Ngày 19 tháng 8. Ngày giải phóng thủ đô. Ngày giải phóng thủ đô. Ngày mùng 10 tháng 10. Ngày mùng 10 tháng 10. Ngày phụ nữ Việt Nam. Ngày phụ nữ Việt Nam. Ngày 20 tháng 10. Ngày 20 tháng 10. Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày 20 tháng 11. Ngày 20 tháng 11. Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 22 tháng 12. Ngày 22 tháng 12. Thank you for watching my video. If you like the video, please click like and subscribe to my channel. Thank you, and I look forward to seeing you in the next video. Bye bye.